Dạ, mấy món như kem chống nắng, dưỡng ẩm mục đích bảo vệ da chứ không làm đẹp. Da hay trắng lên thì gì cả, thì có phạm giới không trang điểm trong bát quan trai giới không? Nó cũng tùy. Cái tùy ở đây á, là tùy ở mỗi người. Tại vì nếu như á, mà chúng ta xem nó như là một cái dạng thuốc trị bệnh thì nó không vấn đề gì. Còn mình xem nó như sản phẩm chống xấu, nhớ nha, cái sản phẩm chống xấu thì nó không có giống thuốc trị bệnh. Thuốc trị bệnh là mình bệnh thì nó trị mình, nó chữa bệnh cho mình. Còn cái thứ hai là chống xấu, tức là mình không muốn xấu, cho nên là mình xài cái đó để mình ngăn cái chuyện mà mình bị xấu. Thì cái đó nó lại là không có được, cho nên là mình phải cẩn thận cái đó ha.